khi qua nhà cô ăn liên hoan cuối năm kiểu. Bọn em tới rồi cô ơi. Mấy đứa tới rồi à. Bọn em có mua đồ ăn rồi này cô ơi. Hôm nay là không say. Không nhẹ. Không say là không nhẹ. Rồi mấy đứa cùng cô vô chuẩn bị nào. Bọn em tới đây cô ơi. Ê có hàng hướng 12 giờ kìa. Đâu tao không thấy đâu. Mấy anh khứa làm không làm đâu chứ ghê không à. Tí ăn xong bắt bọn nó rửa chén cho tao. Mấy bạn cần lon giúp gì không? Có, tự nhiên lên mà muốn xẻo, không có làm nổi luôn á. Tự nhiên dẻo dữ mẹ. Vậy để lon giúp cho. Trời ơi, nóc tao nữa rồi kìa. Hồi tránh ra, tới lượt tao. Yes. Đây. Hai đứa bé có vô nấu không? Đồ ăn thơm quá nhờ. Nam em mở phim cho các bạn xem đỡ buồn. Xem phim gì cô? Phim gì cũng được. Ok cô. Cô ơi, nhà cô có con trai cô? Đúng rồi, cô có thằng con trai. Sao thế? Mà lại đây xem đi. Ôi trời ơi. Cuối năm qua nhà cô ăn tổng kết phần 2. Vô đi anh em ơi. Dô. Nhà cái lần con trai mà cô xé gầy. Thôi đừng buồn nữa. Nâng ly lên đi cô ơi. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Củ su hào mọc ở đâu nào? Củ su hào mọc ở trên cây. Gì thôi bây tiếp tục đi. 2, 3. Vô. 2, 3. Sơ. 2, 3. Uống kì. Ăn đi Linh. Thôi béo lắm. Idol đi cái lỗ tay quầy. Lỗ tay quầy. Ăn uống no say rồi vô sầu trẻ mê em ơi. Vô đi cô ơi. Vô đây. Vô vô. Mấy cái thằng này đi vô thật đi. Đã làm cho ăn rồi còn không biết được. Rồi cô đi trước nha. Thưa mẹ con mới về. Ủa em đây rồi đứa nó đâu? Đứa nào chị? Chứ không phải nhà em có đứa con trai nữa hả? Đâu có mình em thôi à. Ủa vậy cái xé gầy hồi nãy ai xem? Ôi trời ơi con ơi. Khi mẹ hứa mua đồ cho tôi kiểu. Rồi ăn đi cháu. Dạ. À mà cũng đậu nguyên vòng 1 được cả nhà ơi. Trời ơi cháu ông giỏi quá. Đúng là con trai của ta. Đẻ đứa con mắt lòng thật ý. À mà mẹ ơi bữa mẹ hứa gì với con mẹ nhớ không? Hứa gì con? Mẹ nói nếu mà con đậu cấp 3 mẹ mua cho con cái điện thoại mới á. Ê cả nhà anh đi cơm quét rồi kìa. Ông mẹ con kỳ. Bữa mẹ hứa mua cho nó thì giờ nó đậu rồi mày phải thưởng cho nó chứ. Mua thì biết cái gì? Cái điện thoại giờ có phải rẻ đâu. Thế mà trả tiền heo hồi tết của con đây. Con tự mua. Tiền heo nào? Thì hồi tết mẹ kêu đưa mẹ với hồ cho nào cần đưa lại mà. Mày ngon, thế tao hỏi mày, tiền cơm mày ăn, ai lo? Tôi lo. Thế còn em mày mặc, ai lo? Tôi lo luôn. Nhưng tôi đi mua. Thế sao còn dám đòi à? Nhưng mà năm sau con lên cấp 3 rồi, cái điện thoại cũ này ảnh với video đầy dung lượng rồi, sao mà con học được? Ôi trời ơi, tưởng gì, mày lấy cái điện thoại á, tải Terabox về. Phần mềm sẽ cung cấp cho mày 1024GB. Mày tải hết ảnh ở video lên điện thoại để giải phóng bộ nhớ. Thế là có không gian tha hồ cho mày học. Ôi được thiệt nè. Thế cái máy của bố cũng đầy bộ nhớ rồi mà toàn hình kỷ niệm thôi, không xóa được. Thế bố tải vào luôn đi. 1024GB bố xài cả đời cũng không hết. Đã vậy còn có tính năng xem phim free nữa chứ. Thế tao được coi é gầy rồi. Ủa thế là không mua điện thoại mới hả? Có cái nịt tiền mày tao lấy đi mua sắm hết rồi. Chị Linh ơi em tới giao đồ này. Tới liền tới liền.